Rồi bây giờ tôi sẽ cấp nguồn cho nó để chạy thử. Ồ, thật là tuyệt vời, nó đã chạy rồi thưa quý vị. Và bây giờ tôi sẽ điều tốc thử. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ở đầu video, như quý vị đã thấy, đó chính là tôi làm cho chiếc motor này chạy mà không cần bất kỳ một cái mạch điều khiển hỗ trợ nào ở bên ngoài. Thì tôi xin giới thiệu lại, đây chính là chiếc motor 2 tầng mạch 21W và có trục là 8 ly dành để cho một số anh em hay chế quạt. Thì đặc điểm của chiếc motor này đó chính là motor chạy hai nguồn, là nguồn 24V và nguồn phụ 5V, và có chân dao động CLK. Thì thông thường để kích chạy vào chiếc motor này thì tôi cần phải có một cái bộ mạch, đó chính là mạch dao động. Và cái mạch tạo xung dao động này thì tôi cũng đã làm nhiều ở những video trước. Quý vị nào chưa xem thì có thể quay lại cái phần mô tả phía dưới để xem nhé. Tuy nhiên là video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một cái cách để chúng ta không cần cái mạch điều khiển này mà chiếc motor này vẫn chạy được. Thì trước khi đi vào chi tiết thì bây giờ tôi sẽ lắp cái mạch này vào và chạy thử. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ cấp nguồn vào. Và motor đã quay. Đấy, tôi điều khiển thử nhé. Và tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cách để chúng ta không cần cái mạch điều khiển này mà vẫn làm cho chiếc motor này chạy. Rồi, thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé. Vâng, và tôi vừa mới tháo xong chiếc motor này ra. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách để chúng ta kích chạy ngay trên cái mạch 2 tầng này của chiếc motor. Thì đây cũng là cách của một vị khán giả, đó chính là anh Hùng đã chia sẻ với tôi. Và anh Hùng rất mong muốn rằng là tôi sẽ làm video và chia sẻ lại với quý vị và các bạn. Rồi thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn hai phần. Phần thứ nhất là kích chạy cho chiếc motor này mà không cần mạch điều khiển ở bên ngoài. Và phần thứ hai là phần điều tốc cho chiếc motor này cũng trên chiếc mạch 2 tầng này luôn mà không cần mạch điều khiển ở bên ngoài. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành phần thứ nhất, đó chính là kích chạy cho chiếc motor trên cái mạch 2 tầng này luôn. Và bây giờ để kích chạy cho chiếc motor này chạy thì quý vị hãy xác định được chân số 3 và chân số 8 trên con IC này. Thì sau khi xác định được chân số 3 và chân số 8 thì quý vị câu thẳng chân số 3 vào chân số 8 và quý vị cấp điện thì nó sẽ chạy ngay. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết hơn cách kích chạy. Đó chính là sơ đồ của con IC. Thì con IC này có hai hàng chân và mỗi một hàng là 22 chân. Thì hai hàng là nó là 44 chân. Thì quý vị xác định chân 1 như sau. Thứ nhất là ở phần IC này có một cái phần nó khuyết. Và thứ hai là nó có một cái dấu chấm tròn này. Thì chân 1 là phía dưới ở sát cái góc chấm tròn này. Và chúng ta sẽ đếm ngược trở lại về phía sau. Đó chính là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Thì quý vị sẽ xác định được cái chân số 3 và chân số 8 nó sẽ nằm ở vị trí này. Sau khi xác định được chân số 3 và số 8 thì quý vị sẽ câu nó vào với nhau. Thì sau khi mà câu chân số 3 và chân số 8 thì quý vị cấp nguồn vào nó sẽ chạy ngay. Rồi bây giờ trở lại cái con IC này thì quý vị hãy nhìn thấy ở phía này có một cái dấu chấm tròn. Thì chân số 1 nghĩa là chân này, chân số 2, chân số 3 và chân số 8 ở khu vực này. Thì tôi đã đo và tôi đã xác định cái chân số 3 và chân số 8 nó là cái nó có câu ra các cái dấu chấm tròn này. Thì bây giờ tôi sẽ câu hai chân này vào với nhau, nghĩa là chân số 3 và chân số 8. Rồi thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng vừa mới câu chân số 3 và chân số 8. Nó lại có hẳn cái các cái dấu chấm này để chúng ta câu. Không biết là nhà sản xuất họ cố ý để lại những cái đầu chấm như thế này để chúng ta câu dây hay là họ làm với một mục đích khác. Rồi thì bây giờ tôi đã chia sẻ xong cách để kích chạy cho chiếc motor này. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải dùng hai nguồn nhé. Nguồn vào 24V và nguồn phụ là 5V. Thì lát nữa tôi sẽ chế cái nguồn phụ vào. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lại chia sẻ tiếp phần 2. Đó chính là phần điều tốc cho chiếc motor này trên chính cái mạch 2 tầng này luôn. Thì chúng ta lại sử dụng con IC này.
Con đi xe này có tổng cộng là 22 chân ở tầng hàng chân phía dưới. Thì quý vị tìm cái chân số 20 thì tôi đã đo được rồi. Thì cái chân số 20 này nó sẽ kết nối với một con chở, cái con chở R12 này này. Thì quý vị hãy nhổ con chở này đi. Và đây là sơ đồ chi tiết để chúng ta điều tốc cho chiếc motor 2 tầng này. Thứ nhất là chúng ta xác định được chân 20 trên con IC này. Thứ hai là chúng ta bỏ cái con điện trở mà nối với chân 20 vào với mạch. Thứ ba là chúng ta nối một đầu của chân 20 đi qua con điện trở 10K và nối vào đầu biến trở và đầu còn lại của con điện trở mà lúc nãy chúng ta gỡ ra ấy. Thì quý vị nối vào chân còn lại của biến trở. Và ở dưới thì tôi cũng đã ghi chi tiết. Thứ nhất là chân 3 nối với chân 8 để kích chạy. Thứ hai là nối chân 4 vào mát để đảo chiều. Và thứ ba là nối biến trở vào với chân số 20 để điều tốc. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới xác định được chân số 20 nối qua cái con điện trở R12 này. Và tôi đã ngắt cái kết nối ở cái đoạn này để tôi câu một đầu dây vào chân 20 và một đầu dây vào đầu còn lại của điện trở. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ lắp lại và chạy thử. Rồi thưa quý vị, sau khi mà lắp lại xong thì bây giờ tôi sẽ tiến hành cấp nguồn vào để chạy thử. Thì trước khi mà chạy thử thì bây giờ tôi tạm thời tôi đấu hai cái dây mà lúc nãy tôi câu từ con điện trở và chân số 20 ra và tôi đấu nó vào với nhau để coi như là tôi chưa chưa chế cái phần điều tốc. Và việc thứ hai là bây giờ tôi sẽ không dùng đến chân dao động CLK này nữa, thì tôi cũng sẽ bỏ nó đi. Đấy, thì bây giờ chiếc motor này trở thành chiếc motor mà chạy hai nguồn và không có chân CLK nữa nhé. Thì bây giờ tôi sẽ dùng một cái bộ chuyển đổi thành nguồn 5V để tôi lắp vào đây, hỗ trợ nguồn 5V cho nó. Mời quý vị xem tôi cấp nguồn này. Wow, đã chạy rồi thưa quý vị. Và chiếc motor này khi mà tôi cấp nguồn thì nó đang chạy với tốc độ tối đa. Và bây giờ để điều tốc cho chiếc motor này thì tôi sẽ dùng chiếc biến trở 5K này đã đấu sẵn điện trở 10K. Đấy, theo sơ đồ như thế này. Đây, quý vị có thể xem. Đấy, và một đầu chân điện trở 10K này tôi đấu với chân số 20 và một đầu còn lại thì tôi đấu với cái chân điện trở lúc nãy tôi đã ngắt đi. Rồi, tôi đã đấu xong cái điều tốc này vào rồi và bây giờ tôi sẽ chạy thử. Ok rồi, như vậy thì quý vị cũng đã vừa thấy là tôi đã lắp điều tốc thành công cho chiếc motor này. Tuy nhiên là chiếc điều tốc này có một cái nhược điểm là nó phản hồi hơi chậm. Nghĩa là sau khi tôi xoay xong khoảng tầm vài giây sau thì nó mới có tác dụng. Nếu như chúng ta dùng một chiếc mạch chế như thế này thì nó sẽ phản hồi tốc độ ngay lập tức khi chúng ta tăng hoặc giảm cái biến áp này. Còn nếu như chúng ta dùng cái mạch chế này thì khi chúng ta tăng giảm thì nó sẽ phản hồi hơi chậm. Tuy nhiên là vẫn phản hồi tốt, vẫn chạy ok. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ chế nốt cái phần mạch này vào trong cái nguồn này để cho nó gọn. Vâng, để chế chiếc nguồn 5V này thì tôi sẽ dùng một IC7805 điện trở 81 ôm và một tụ điện 16V 330 mm hay là 470 mm cũng đều được.
Rồi thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng vừa mới chế xong cái bộ nguồn 5V cho chiếc motor này. Và đây là phần điều tốc. Thì bây giờ tôi sẽ test xem kết quả nó như thế nào nhé. Đầu tiên là tôi sẽ kẹp nguồn âm. Và bây giờ tôi sẽ kẹp nguồn dương. Đã chạy luôn rồi thưa quý vị. Và tôi thử điều tốc. Vâng, thật là tuyệt vời thưa quý vị. Như vậy thì tôi đã chia sẻ thành công cách mốt để cho chiếc motor này không cần chạy mạch hỗ trợ bên ngoài. Và thậm chí là tôi có cảm giác như là tôi biến chiếc motor BLDC Bluetooth này thành một chiếc motor DC chỉ có 2 dây nguồn thôi. Đấy thì thật sự là tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi mà được chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái cách mà tôi cho rằng là nó cũng khá là hiệu quả như thế này. Và thật sự là tôi rất là mong những quý vị nào mà xem video này mà thấy hay thì hãy cho tôi xin một like và một lượt chia sẻ và hãy đăng ký kênh nếu như quý vị nào mà chưa đăng ký để xem những video tiếp theo của tôi. Thì tới đây thì tôi cũng sẽ phát triển thêm một vài lĩnh vực nữa. Thì tôi rất mong là quý vị và các bạn hãy đón xem và ủng hộ những cái lĩnh vực mới của tôi, và tôi vẫn sẽ duy trì nghiên cứu và chế tạo những chiếc motor Bluetooth này để phục vụ những quý vị và những anh em mà rất là yêu thích cái món động cơ BLDC này. Nếu như xem một mình cái motor Bluetooth này mãi thì chắc quý vị cũng rất là chán đúng không ạ? Cho nên là tôi sẽ nghiên cứu thêm một số cái lĩnh vực mới nữa. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ đến kênh Thợ Công Nghệ để tôi có thêm động lực để nghiên cứu và chế tạo những cái video hay nhất gửi đến quý vị và các bạn. Thì tôi video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Xin chào tạm biệt.